sáng 26 tháng 5, lực lượng chức năng quận 6 thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác dọn dẹp hiện trường sự cố ô tô 4 chỗ mất lái, hút bay giải phân cách bằng thép, gãy bánh lao qua làng xe hai bánh trên đường Kinh Dương Vương. Trước đó, vào sáng cùng ngày, ô tô 4 chỗ chạy trên đường Kinh Dương Vương hướng từ quận 11 về quận Bình Tân. Khi đến khu vực công viên Phú Lâm, quận 6 thì bất ngờ tông đổ giải phân cách bằng thép lao qua làng xe máy. Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường hoảng loạn đánh lái tránh né. Trong đó có một phụ nữ vì phanh xe gấp dẫn đến té ngã, may mắn không bị thương và rời đi sau đó. Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, bánh trước bị gãy, các túi khí bên trong xe đã bung ra nên cứu được mạng tài xế và các hành khách. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Kinh Dương Vương ùn ứ kéo dài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông bước đầu làm việc với cơ quan chức năng tài xế khai do lớp trước ô tô phát nổ rồi mất lái dẫn đến tai nạn